Gì ấy? Cái gì ấy? Con chiến lợi phẩm. Nói coi nào. Ê, mày lại kiếm được. Sao mày đồ này? Đi trên đây nhà, không đi được à? Đồ gà luôn. Hả? Có đồ vịt không nhưng mà tan đồ gà. Đồ gà là cái gì? Ê, làm ăn được hết nhỉ? Được. Sang đây, nhanh lên. Tao, xin được ấy. Tao lười mỏ lắm. Xin được à? Xin không... được khỏi phải mua mà. Thế không phải mua rồi đấy. Ủa kéo chim mất. Đây. Cái gì đấy? Mê gà hay rượu gà gì ấy? Mê à? Em xin mãi đâu mà chơi. Được đấy, nướng nướng nướng. Gà người ta đang cho con một cỗ. Ui. Em được chén 2 miếng nha. Em được chén 2 miếng gà quay nha. Thiêu rồi. Thiêu rồi, mình lấy đâu ra? Thiêu gì mà thiêu? Chả thiêu, mới ngửi xem. Ngửi. Ngửi. Ở đây thì một tí có làm sao? Thiêu rồi. Thì người ta làm cỗ từ sáng á. Mày lấy đâu ra? Ở trong cái đồ à, trong cái chậu chậu người ta mổ lòng gà ấy. Khéo mà lại lấy cái đồ người ta để cho chó. Biết được à? Xong rồi em mổ ra nhé, em mổ ra em làm sạch rồi, bóp muối rồi. Bóp muối rửa kỹ rồi. Thôi, thiêu. Ừ, thiêu này làm sao? Thôi, thiêu thì rửa cái gì rồi. Mày điên à? Rửa. Tao vừa đái đấy. Nhưng mà chắc trôi hết rồi. Thiêu thì rửa nè. Bóp sạch đi. Đó được à? Ngoài sĩ diện. Ăn thì thôi. Cũng được. Em tưởng không ăn. Đấy, kiếm cả xiên cả. Em khó đấy. Mày điên là tí em. Đồ là em mượn ở hàng xóm đấy. Xóm. Nỡm. Nỡm. Nè. Thế to. Đổ đổ đi. Rửa ra. Đổ vào nước đi. Đấy thấy chưa, mày nhìn cái nước thiêu của nó. Kinh quá. Dây mê. Ây à. Ây. Ây. Còn gì giúp thì chân tao. Chọc vào anh. Mày kia đi, mày đổ vào mày chọc. Đây tao, em đang vừa bóp anh vừa chiên. Tao nướng thử một cái đó. Tao mà thử. Tất luôn. Xà này. Được. Ây mình không ướp gì à? Ướp làm gì tí nữa. Chứ mày chạy sang xin muối. Thế em chẳng có đi nữa. Người ta sang thấy em cù cù. Người ta... Mày rốt thế xong lên mâm mà lấy được số này. Này, nó... người ta đánh nhau đi như người. Được số này. Không em. Xin nhưng mà phải nướng nhưng à? Mà em vào trong bếp em xin được 2 miếng thịt gà ăn phê. Ừ. Ngon. Xin được có đỡ phải nướng không, rốt thế. Nướng phong cách Dubai này. Em Dubai hơn. Thôi tí nữa, Dubai quá lại lộn mất rồi. Sắp chín xong rồi. Ví dụ anh ơi anh nướng đi. Ấy từ từ. Đây đây. Mày ăn hại. Anh ăn hại đầy nát. Đầy nát là gì? Nghe ăn hại đầy nát. Dĩa nát. Anh biết thấy các cụ là thế. Ấy. Rồi ok. Cầm ai động vào nhá. Một chai chai đi. Một chai chai nướng. Sao một chai chai? Chai nướng. Sao? Xong. À, nó có con ngọc ngọc gì ấy nhỉ? Anh bảo là có ngọc gì là đắt nhỉ? Ngọc chai. Ừ, để mò được cái ngọc chai. Ừ. Mình mò ngọc trai xong rồi lại nhắm vào. Đồ sát, ta sẽ đồ sát mì. Giả vờ thôi, ăn thua gì? Ăn thua gì? Cái loại mày ba thằng mày không dìm được tao. Ừ. Chín chưa? Mới đi ăn nó đã gì chín đâu. Anh mới. Cá thì sống rồi. Cho nó nguội. Em thấy phần vỏ trên nó còn xanh này. Sống á? Chín nó tự auto nó mở nắp.
Đây, auto mở nắp nướng mà auto mở nắp được ấy, ngu. Miếng. Tự mò lên một miếng. Xin lửa. Thôi được. Đúng bằng cái tăm này mà cũng xin lửa. Xin miếng. Ôi. Ok. Xong rồi mà vẫn ăn ở đây. Vẫn chén đây. Ăn hết. Chó. Ui, vàng rồi. Anh bắt cho em con ốc biêu em miếng. Ốc biêu ăn cực ngon rồi. Mày xin muối dần đi là vừa đấy. Thôi. Em không vào để xin lần nữa đâu. Vàng rồi. Mở ốc biêu đây. Chín cái muối đi. Chưa chín đâu, phải cho đỏ hẳn đi. Khô luôn đấy. Gần khô. Mày cái loại mày chuyên gia ăn sống rồi. Cho xẻ sang hai bên này. Xẻ sang hai bên là cái gì? Cho nó tê sang hai bên ở giữa không cần nhiều than. Mày biết cái gì? Em xem trong trong phim à? Hả? Im, bắn lên đây. Đâu chứ. Em múa quạt xì nước này. À, bao giờ em mới luyện được võ công? Sàm phát đánh sóng lắm. Tàng sàm phát đánh sóng tàng phát nướng lại lẩy lẩu thế này mới nhanh này. Con gì kìa? Cái bố nó ấy con gì ấy tào nướng cho nó nhanh mày mày mày, mày này lẩy là nhanh nhất này. Nướng này ăn toan à? Nướng được ngầy mới ngon. Dở. Anh nói nặng. Ngầy mới nhanh. Vậy anh nặng lắm rồi đấy. Nướng kia lên bao giờ? Nhưng mà nó ngon. Ngon. Này, có dính đâu. Thấy chưa? Phát minh mới đấy. Nhanh chín. Ủa chết mẹ gần quá nó. Nó kia hết. Nó tắt á. Nó tắt lửa. Đây chưa? Cầm lấy để tao xiên lại. Bảo rồi. Sai sách. Tắt lửa. Đưa im lật đấy. Cái gì bỏng. Đấy xiên ngang này. Chẳng có cái bệnh gì. Cái bệnh gì ngu như bệnh của anh. Tao lại một vả. Mày tin răng môi mày lẫn lộn không? Răng môi em. Cái vả mà phát răng mày trôi vào họng luôn đấy. Lâu. Đừng nhìn phía. Nào. Chi tiêu thần tiếng. Tắt hết cả thang. Ngu. Anh ngu. À, bong bong bong. Anh mới chọc vào đấy. Ta tưởng là nó nhanh hơn. Ây da. Ây da. Ừ. À, rồi. Cầm cầm lấy xiên này đã. Nhanh để tao thổi than không tắt hết than. Cái này ăn được chưa vậy? Chưa. Sống đấy. Úi, sấm. À, thơm đấy. Thơm đấy, không phải chuyện đùa đâu. Ây xa, nó lại đi chơi rồi, lại đi tắm rồi. Thế anh em mình xuống đây tắm tiếp. Sao bãi trên này, nó không tắm mấy nhỉ? Không, không sâu. Không sâu mà có người chết. Nhưng mà nó ở trên này lắm đá. Có người chết ở đâu rồi đấy? Nào. À, đưa đây. Đưa. Nó này không sâu. Có anh đây rồi. Có em ở đây rồi. Mày đấm bùm bùm bùm. Thôi xa. Lại đỏ bên trường. Chẳng có cái quạt nữa. Em quạt to nhỉ. Ngồi im xây nước à? Ai xa được hai cái lông chân. Tao lại vả một vả luôn đấy nhá. Mai chả được thế. Ai.
Ôi. 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 Ôi cầm cầm. Ôi trời. Ôi. Dính nước à? Này, đi mà ăn. Là được. Chán tặng. Ây da. Cái lá nó trơn quá. Ôi mà ướt rồi, trời đi về đi té nghe bắn bụi chất mắt trời. Bụi mắt trời. Anh làm đổ hết cả than. Chắc là chín rồi. Chưa đâu. Chín rồi. Ồ, cứ coi như là chín rồi đi. Sổ. Mau. Mời tất cả mọi người nhé. Không biết ăn ngon không? Nhưng mà cũng không thiêu đâu. Đi ăn thử nhé. Mà chân đâu này chín chưa ấy. Chào bác. Ừ, chín rồi. Đấy. Mời tất cả mọi người nhá. Chín rồi. Ngon. Ừ. Khó quá. Ừ. Khó quá. Ừ. Qua ăn một ngon coi. Xả tí gan cho nó ấm nước. Vậy. Cái này lái rồi nước. Đấy, nó phải biết nó đá thì nó mới sạch, mềm mới sạch được này. Ừ. Ngon à. Ở thế lúc nãy chưa tiêu. Ôi dồi, giờ thì ăn thôi rồi. Chén thì thôi rồi. Cái gì nhỉ? Tiêu à? Ôi à? Ôi ngon thế. Chạm nữa. Ôi đây là ôi ngon thế. Anh chảy ra một quả ớt hả? Cần gì? Dạ. Ủa anh ăn hết quả ớt à? Ăn rồi. Xong rồi. Dạ. Rằm nữa. Em thấy người ta ăn ớt xuống. Thì em xin cái. Chụp anh hả? Ai à? Cho chín. Ôi ngọt ấy. Đây, ít nhá. Ừ. À, cái đi. À, chết. Vừa đái. Đái đái. Đái đâu, đi nhắm. Ai. Không nướng lên nó lại không thiêu nữa nhỉ? Ừ, có. Ừ. Gần này rồi, ừ, không tính nữa. Nó chín quá đấy. Ơi, chín thật. Ồ, thật sự. Quá ngon, ngon quá luôn. Cái phết đấy. Mèo không ăn chảm ăn nhiều như anh đâu. Ăn nữa, ăn nữa. Ngon phết. Ngon anh Cường ạ. Ăn này nó mới phê mọi người. Thơm dai. Cái này thiêu quá. Có cá thiêu lắm. Cá nào này? Cá. Em nhắm ngay cho mẹ ăn. Mẹ ăn được. Cái này thiêu đâu mà thiêu? Có một cái thiêu. Thêm miếng ớt. Đấy, cái cục này này. À, ăn à, tuổi sinh còn là ớt. Ngon. Cảm biết. Có cái gân gà dai dai nè. Gân gà dai dai. Này mà có cái gối nữa thì đẹp nhỉ. Đi tắm. Ồ, sao chả mang
Con gì? Con chim mẹ. Ấy là mẹ. Mẹ ạ. Không biết mẹ gái mẹ vịt nhỉ? Thế chẳng biết, ăn được là được. Chính là vịt là ngàn. Ngàn là vịt. À. Ừ. Ở đây ở cái hòn đá này làm rêu ngứa đít thật đấy. Vậy. Ăn uống là nó phải thoải mái. Sao? Đàng hoàng. Dạ các bạn. Ừ, chơi. À. Làm được. Đưa nhẹ mồm nhá. Học một cái. Ừ. Ngon ngon ngon. Ừ. Ăn cơm rất một cái, bỏ ra cái cá. Ngon rồi. Lại thiêu. Thiêu lắm á. Mày, cái xiên của đấy, cái này còn nhớt nhớt này. À, ăn được, nhưng mà hơi sống. À, gần dài quá. Này, mày đi mà giả xiên đi. Không. Trộm cắp. Gần, tăng như này gần cả. Ăn. Đấy, ăn nó cái này đó. Tao này không sợ là ăn được tiêu về dữ dạ. Ăn được tiêu mà dữ dạ. Vừa chất lượng nhiều hơn nhiều. Có cái bít vậy bảo anh đi ra chợ Đồng Xuân mà mua rẻ nhiều nhưng mà chưa chắc là chất lượng đấy, là người ta nói thế thôi, còn mình hôm nay sẽ đưa ra cho mọi người một combo vừa rẻ vừa nhiều vừa chất lượng, bao gồm 3 sản phẩm nha mọi người nhá, đó là một đôi giày Việt Nam xuất khẩu, 2 thắt lưng da và không thể thiếu đó là một nước hoa Chanel. Đây, giới thiệu cho mọi người từng sản phẩm. Một đôi giày Việt Nam xuất khẩu. Giày mọi người chọn đôi nào cũng được. Đẹp từng chi tiết. Có mã từ T1 đến T15. Anh em mình rất nhiều giày. Mọi người sau khi lựa chọn sản phẩm từ T1 đến T15 thì sẽ lựa chọn tiếp theo đó là hai thắt lưng da hiện đang hot nhất thị trường, một mặt xoay và một mặt truyền thống nha mọi người nhá. Đó, đẹp từng chi tiết không thể thiếu một nước hoa Chanel nha mọi người nhá, một nước hoa Chanel. Sao mà mùi thế nhỉ? Thơm. Combo 3 sản phẩm đó là một giày Việt Nam xuất khẩu, 2 thắt lưng và một nước hoa. Chỉ có giá 300k. Em nghĩ nên bán 290k. 270k là hợp lý ạ. Ok luôn, 270k. Nếu mọi người mua lẻ một đôi giày Việt Nam xuất khẩu có mã từ T1 đến T15 nha mọi người nhá. Một đôi giày Việt Nam xuất khẩu thì mua lẻ đang có giá anh em mình đang để bán là 150k. Hai thắt lưng 100k nữa là 250k rồi. Một nước hoa 100k nữa là 350k. Nhưng riêng combo ngày hôm nay vừa rẻ này, vừa nhiều này, vừa chất lượng, chỉ có giá 270k nha mọi người nhá. Cực kỳ ok. Giày Việt Nam xuất khẩu, đây là do Tắc Biên ở Trung Quốc anh em mình lấy về. Hàng quay đầu giá cực kỳ mềm với mọi người. Nhớ, vừa rẻ, vừa nhiều, vừa chất. Chất.